Chào mừng các bạn đến với Mangari Mephisto. Đại Lục là một video xếp hạng sức mạnh của các nhân vật chính trong anime shonen. Theo ý kiến cá nhân của một số người thì họ có thể tùy ý xếp hạng nhân vật yêu thích của mình mạnh hơn các nhân vật khác. Ví dụ như là nếu bạn là fan của Pokemon, bạn hoàn toàn có thể lập luận là Pikachu mạnh hơn Frieza từ Dragon Ball. Vì vậy, với một sự khách quan nhất có thể, mình sẽ đưa đến cho các bạn danh sách cấp bậc sức mạnh thực tế duy nhất và cuối cùng cho các nhân vật chính trong anime. Mình là Shin và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Ở vị trí số 1 trong hạng S, đó chính là Goku, cấp độ đa vũ trụ. Son Goku, được người hâm mộ gọi là Goku, là một phiên bản của Goku trong Super Dragon Ball Heroes, nhân vật chính trong câu chuyện gốc của trò chơi, xuất hiện trong Prison Planet, Universal Conflict, Universe Creation và phần truyện Chiến tranh không thời gian. Goku của phiên bản này được xác nhận là đã trải qua phần Dragon Ball, Dragon Ball Z, một số phim Dragon Ball Z khác và phiên bản anime của Dragon Ball Super. Có lẽ đây chính là đỉnh cao sức mạnh hiện tại của Goku. Khả năng tấn công của Goku ở phiên bản này thuộc cấp độ hơn cả đa vũ trụ. Anh đã chiến đấu và đánh bại Super Saiyan 4 Senogoku với tư cách là Super Saiyan Blue. Ngoài ra, Goku của phiên bản này mạnh hơn trước một cách khó tin, dễ dàng trở thành một trong những sinh vật mạnh nhất trong toàn bộ series ở trạng thái này. Anh dễ dàng chế ngự và đánh bại Super Saiyan 3 Kamber, có thể giết Ultimate Kamioren. Ở phiên bản Super Dragon Ball Heroes, Goku có tốc độ ở mức cực đại khoảng hơn 1.000 năm ánh sáng một giờ và có khả năng cao hơn nữa. Ở vị trí số 2 của hạng S, đó chính là Saitama, cấp độ đa lục địa ở hiện tại. Saitama là một con người tới từ thành phố Z, người thông qua luyện tập rất nghiêm ngặt và phá vỡ giới hạn con người để đạt được sức mạnh và khả năng không thể tin được. Không bao giờ đổ mồ hôi, cái tên One Punch Man phù hợp với những chiến thắng mà Saitama đã có được thông qua series này. Sức mạnh tuyệt đối và tốc độ của Saitama dễ dàng hạ gục bất cứ ai cản đường anh ấy. Về khả năng tấn công thì cho đến nay, chiến công hiển hách nhất của Saitama có lẽ là đánh bại Boros, kẻ tự xưng là có thể thổi bay vài lục địa chỉ trong một chiêu. Tuy nhiên, Saitama dường như mạnh hơn rất nhiều vì đã có thể chiến thắng mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Ước tính sức mạnh phải ở khoảng cấp độ vũ trụ. Tốc độ của Saitama thì phải dùng từ siêu phàm, nhanh hơn nhiều so với Flashy Flash và Boros, có thể ít nhất là khoảng trên 10 năm ánh sáng một giờ khi có thể chặn cú ném của Genryu Sansob ở tốc độ này. Ở vị trí số 3 của hạng S là Ichigo, cấp độ vũ trụ. Kurosaki Ichigo là con trai của Kurosaki Isin và Masaki, anh là một Quincy với sức mạnh của một thần chết. Nhiều năm sau cái chết của mẹ mình, Ichigo sử dụng nhận thức tâm linh bẩm sinh để giúp đỡ những hồn ma ở xung quanh và mở ra tiềm năng của mình như một thần chết khi giúp đỡ Uchiki Rukia truy đuổi một hồi lâu. Khả năng tấn công của Ichigo thông thường là ở cấp độ đa lục địa, khi có thể chiến đấu và chế ngự tên đội trưởng lạc đội của Quincy ngay cả khi hắn tàn hấp thụ Ion và kích hoạt Vostandic. Khi Ichigo chém đôi linh vương, sức tấn công tăng lên ngang hàng với hạng đa thiên hà, tức là có thể phá hủy nhiều thiên hà cùng một lúc với đòn tấn công ấy. Với Grand Ray Zero Gatsuga Tensou kết hợp với Bankai, Ichigo có sức công phá ở mức độ vũ trụ, khiến cho dù Habak sau khi hấp thụ linh vương cũng phải khiếp sợ và phải phá hủy thanh kiếm trước khi anh kịp tấn công. Tốc độ của Ichigo thông thường có lẽ là ở mức siêu âm và sau khi sử dụng Bankai ở cuối series thì có lẽ ở mức 100 năm ánh sáng một giờ. Ở vị trí số 1 của hạng A chính là Saiki Kusuo, cấp độ hành tinh. Saiki Kusuo là nhân vật chính của series Saiki Kusuo kẻ siêu năng khốn khổ, là người có tất cả các loại năng lực liên quan đến tâm linh. Khả năng tấn công của Saiki ít nhất cũng thuộc cấp độ một thị trấn lớn, khi một cú đấm của anh cũng đủ để phá hủy mọi thứ ở phía sau 7 km, theo tuyên bố của chính anh ta. Ở trạng thái mất kiểm soát và thể hiện sức mạnh nhiều nhất, Saiki có thể phá hủy thế giới mà không cần nỗ lực nhiều, và anh ta có thể làm cho thế giới bùng nổ thông qua việc bẻ cong thực tại một cách tình cờ. Tốc độ của Saiki là khoảng 0,1 năm ánh sáng một giờ, có thể bay xuyên lục địa đến châu Mỹ bằng sức mạnh của mình. Ở vị trí số 2 của hạng A chính là Toriko ở cấp độ hành tinh. Toriko là một thợ săn sành ăn nổi tiếng và là nhân vật chính của loạt anime và manga Toriko. Anh là một trong tứ thiên vương, có biệt danh là kẻ háo ăn vì sự thèm ăn bất thường, với một khẩu phần thức ăn dành cho 5.000 người mà có thể khiến cho anh no. Cùng với kỹ năng đã cho phép Toriko khám phá ra khoảng 2% thực phẩm trên thế giới.
khả năng tấn công của Toriko là trên cấp độ thành phố khi có thể chống lại cú cắn từ hai hàm răng của voi ma mút vương giả chỉ trong vài giây. Sau này, sức mạnh của anh tăng lên cấp độ quốc gia khi có thể đe dọa những con quái vật đủ mạnh để tiêu diệt cả một đất nước. Khi dùng sức mạnh của quỷ xanh, cấp độ sức mạnh của Toriko tăng lên cấp ngôi sao lớn, sánh ngang với mã vương Heracles. Với quỷ đỏ không phải thành của Manchester, cấp độ sức mạnh của Toriko lên mức độ hành tinh nhỏ, khiến cho lang vương Guinness cũng phải né đòn tấn công. Sau này, khi Toriko hấp thụ món gót, center và cả quỷ đỏ xanh ngăn của mình nữa, sức mạnh của anh tăng lên đến mức anh có thể đấm Acacia và hấp thụ Neo bay một vòng quanh thế giới và bắt hắn ta lại sau một vòng bay mà không cần nhìn. Hơn hẳn Neo ở thời điểm đỉnh cao, kẻ đã tiêu thụ vô số ngôi sao. Ước tính lúc này Toriko có thể phá hủy một ngôi sao lớn một cách dễ dàng. Tốc độ sau khi ăn thịt mammut vương giả của Toriko là khoảng từ 30.000 cho đến hơn 60.000 km/h. Và ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh của cuối truyện, tốc độ của anh có thể đạt đến mức từ 10 cho đến 100 năm ánh sáng một giờ khi có thể đấm Acacia bay một vòng quanh thế giới trước khi hắn ta có thể kịp phản ứng. Ở vị trí số 3 của hạng A chính là Naruto, cấp độ mặt trăng. Uzumaki Naruto là một shinobi tộc Uzumaki của làng lá. Anh trở thành Jinchuriki của cửu vĩ vào ngày sinh của mình, một định mệnh khiến cho anh bị phần lớn làng lá xa lánh trong suốt thời thơ ấu. Sau khi gia nhập đội Kakashi, Naruto đã làm việc chăm chỉ để đạt được sự công nhận của làng trong khi theo đuổi ước mơ trở thành Hokage. Trong những năm tiếp theo, trải qua nhiều khó khăn và thử thách, anh đã trở thành một ninja có năng lực được cả làng coi như một anh hùng và ngay sau đó, phần còn lại của thế giới gọi anh là anh hùng của làng lá. Anh đã chứng tỏ bản thân là một trong những nhân tố chính trong việc giành chiến thắng trong đại chiến thế giới Shinobi lần thứ tư khi chiến đấu chống lại Obito, Madara và Kaguya. Naruto cuối cùng cũng giải quyết được xung đột của mình với Sasuke trong trận chiến cuối cùng của họ. Thông thường, khả năng tấn công của Naruto được tính là thuộc cấp độ núi, tức là có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi và đánh bại những người có sức chống chịu tương đương. Khi ở trạng thái cửu vĩ, sức mạnh của Naruto có thể dễ dàng hủy diệt một hòn đảo lớn. Ở trạng thái Kurama lục đạo, khả năng tấn công của Naruto còn trên cả mức mặt trăng, tức là có thể dễ dàng phá hủy một hành tinh nhỏ với chiêu thức mạnh nhất. Tốc độ trung bình của Naruto là siêu siêu âm, cao hơn với trạng thái hiền nhân và nhanh nhất có thể đạt tốc độ 1 năm ánh sáng 1 giờ khi có thể né chiêu lam độn quang nha của Madara. Ở vị trí số 1 của hạng B chính là Natsu, cấp độ đa lục địa. Natsu Dragonneal là một pháp sư của hội Fairy Tail. Anh là em trai của Zeref Dragonneal, ban đầu đã chết cách đây 400 năm, sau đó được hồi sinh thành Aetherius mạnh nhất của anh trai mình là END. Trong thời gian này, Zeref đã mang cậu đến gặp người bạn của mình, Ignew, để được nuôi dạy và dạy cho Natsu hỏa sát long thuật. Anh nằm trong số 5 sát long nhân được cử đến tương lai từ 400 năm trước để hỗ trợ cho việc đánh bại Agnologia. Sau đó anh được Makarov tìm thấy và được đưa đến Fairy Tail. Khả năng tấn công cơ bản của Natsu là ở cấp độ thành phố nhỏ khi có thể đánh bại Zankrow, thành viên của Grimoire Heart. Ở dạng mạnh nhất, sức mạnh của Natsu ở cấp độ đa lục địa do kết hợp dạng long lực và sức mạnh của 6 sát long nhân khác, từ đó một đòn đấm bay Agnologia ở dạng con người. Tốc độ cơ bản của Natsu là khoảng 0,05 năm ánh sáng 1 giờ và ở dạng đỉnh cao, nó có thể lên tới từ 1 cho đến 10 năm ánh sáng 1 giờ. Ở vị trí số 2 của hạng B chính là Luffy, cấp độ đảo lớn. Monkey D. Luffy được biết đến với cái tên Luffy mũ rơm là nhân vật chính của manga và anime One Piece. Anh là con trai của Monkey D. Dragon, một nhà cách mạng được coi là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Cháu trai của Monkey D. Garp, một phó đô đốc thủy quân lục chiến mạnh mẽ, người đã nhiều lần dồn vua hải tặc quá cố vào thế khó. Mục tiêu của Luffy là tìm ra One Piece và trở thành vua hải tặc. Để thực hiện điều này, anh đã thành lập băng hải tặc mũ rơm và lên đường ra khơi từ năm 17 tuổi, bắt đầu một chuỗi các cuộc phiêu lưu ngày càng kỳ quặc và nguy hiểm. Khả năng tấn công cơ bản của Luffy ở trạng thái bình thường, ít nhất cũng thuộc cấp độ núi, tức là có thể một đòn phá tan một ngọn núi, đánh bại và chế ngự Hody, tên người cá rất mạnh. Ở trạng thái Gear 4 mạnh nhất, sức mạnh của Luffy lên đến cấp độ đảo lớn, tức là có thể hủy diệt cả một hòn đảo chỉ bằng sức mạnh cơ bắp, có thể one shot Doflamingo với King Kong Gun. Tốc độ cơ bản của Luffy là trên cả siêu âm. Mặc dù thua kém Doflamingo với Gear 2, Luffy vẫn có thể theo kịp hắn ta sau khi hắn bị đâm bởi dao Gamma của Law. Với Gear 4, Luffy còn nhanh hơn nữa, ước chừng tốc độ lên tới 0,5 cho tới 1 năm ánh sáng 1 giờ. Ở vị trí số 3 của hạng B chính là Meliodas với cấp độ đảo lớn. Meliodas là tội đồ của sự phẫn nộ và là đội trưởng của thất hình đại tội. Ở thời điểm hiện tại,
anh vui vẻ điều hành quán Borhat, một quán bar ở trên đầu có một con lợn khổng lồ, phục vụ những thực khách những món ăn khủng khiếp cùng với nhãn hiệu rượu của anh ta. Năng tấn công cơ bản của Meliodas là cấp độ thị trấn lớn khi có thể phá hủy hầm ngục Baste cùng với Ben, tình cờ lúc đó chia cắt một ngọn núi. Với dạng cao hơn, được cho là sở hữu sức mạnh lớn hơn toàn bộ sức mạnh của Ma Thần Vương, Meliodas có thể dễ dàng phá hủy một hòn đảo lớn. Tốc độ hiện tại của Meliodas cơ bản ở mức cực đại, có thể phản lại tia chớp của Gil Thunder và nhanh nhất là khoảng 1 triệu km/h. Ở vị trí số 4 của hạng B chính là Gon, cấp độ thị trấn nhỏ. Gon Freeze là một thợ săn và là con trai của King Freeze, tìm thấy cha mình là động lực của Gon để trở thành một thợ săn. Khả năng tấn công cơ bản của Gon là cấp độ đường phố khi có thể bắt một con cá khổng lồ mà hơn 5 người lớn bình thường mới bắt được. Ở dạng mạnh nhất của mình, sức mạnh của cậu ít nhất là ở cấp độ thị trấn nhỏ. Trong trạng thái này, Nefrepito đã tuyên bố rằng Gon là mối đe dọa đối với Meruem và cũng khiến cho Nefrepito bất lực chỉ bằng một đòn. Mặc dù toàn bộ năng lực của Gon ở dạng này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dạng này là mạnh nhất của Gon và sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc đời cậu vì đây là tiềm năng đầy đủ của cậu. Tốc độ cơ bản của Gon là cận âm, tức là đủ nhanh để có thể biến mất khỏi tầm mắt của người khác. Ở dạng mạnh nhất, tốc độ của cậu có khả năng cao hơn nhiều khi có thể né tránh các đòn tấn công của Pito, ước tính lên tới 30.000 km/h. Ở vị trí số 5 của hạng B chính là Asta, cấp độ quốc gia. Asta là một cậu bé bị bỏ lại chạy chảy mồ côi khi còn nhỏ ở ngoại ô vương quốc Clover cùng với một em bé khác tên là Juno. Dễ bị kích thích và có tính cách hướng ngoại, cậu mơ ước trở thành ma pháp vương, pháp sư vĩ đại nhất trong vương quốc. Tuy nhiên, Asta là một trong số ít những người hiếm hoi được sinh ra mà không có khả năng sử dụng phép thuật. Nhưng cậu đã cố gắng rèn luyện cơ thể để bù đắp trước khi được trao cho một cuốn ma đạo thư, thứ vốn chỉ những người có ma pháp mới có thể sở hữu. Khả năng tấn công cơ bản của Asta ít nhất là ở cấp đảo, tức là có thể phá hủy một hòn đảo nếu muốn. Ở dạng đồng hóa của quỷ, sức mạnh của cậu tăng lên tới cấp quốc gia khi có thể chiến đấu với cả Lilith và Nama cùng một lúc mà không nhận một đòn nào và có thể cắt đôi một tên trong số đó. Tốc độ của Asta ít nhất là khoảng 1 năm ánh sáng 1 giờ và có thể hơn thế nữa khi đồng hóa với quỷ. Ở vị trí số 6 của hạng B chính là Deku ở cấp độ núi. Midoriya Izuku hay còn được gọi là Deku là một trong 20% người trên trái đất được sinh ra mà không có siêu năng lực, khiến cậu phải chịu đựng vô số nỗi đau khổ và bị bắt nạt trong trường học. Tuy vậy, Deku vẫn mơ ước trở thành một anh hùng tuyệt vời giống như là thần tượng All Might, anh hùng số 1 của đất nước. Giấc mơ không tưởng đó đã trở thành hiện thực sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với All Might, người đã ban cho Deku siêu năng lực của mình. Giờ đây, trên con đường trở thành anh hùng vĩ đại nhất, Deku chiến đấu với những kẻ xấu xa bất chính và bài vở bất tận ở trường để trở thành kẻ kế vị xứng đáng cho biểu tượng hòa bình. Khả năng tấn công cơ bản của Deku là trên cấp độ tường khi có thể đấm xuyên qua con robot ở kỳ thi đầu vào của UA, thứ được làm bằng kim loại. Hiện tại thì Deku được coi là vũ khí mạnh nhất của các anh hùng trên cả Endeavor và Bad Genius. Sức mạnh hiện tại ở cấp độ núi với 100% One for All và có thể cao hơn với Fajin, siêu năng lực gia tăng khả năng tích trữ và giải phóng động năng để bùng nổ sức mạnh và tốc độ, dễ dàng phá hủy một ngọn núi chỉ bằng một chiêu. Tốc độ cơ bản của Deku thì chỉ ngang với một vận động viên điền kinh thông thường khi có thể chạy ngang bằng với Bakugo. Ở trạng thái 100%, tốc độ của cậu tăng lên mức siêu âm cực lớn, nhanh hơn gần 100 lần so với một viên đạn và có thể cao hơn với Fajin lên tới khoảng 0,01 năm ánh sáng 1 giờ. Ở vị trí số 1 của hạng C chính là Tanjiro với cấp độ nhiều tòa nhà. Kamado Tanjiro là nhân vật chính của Kimetsu no Yaiba. Cậu là một chàng trai tốt bụng đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ gia đình mình tìm kiếm hạnh phúc mặc dù cuộc sống của họ khó khăn sau cái chết của người cha. Những sự ấm áp phù du đó tan vỡ vào một ngày nọ khi Tanjiro phát hiện gia đình mình bị tàn sát và người sống sót duy nhất, em gái Kamado Nezuko, biến thành một con quỷ. Tuy nhiên, Nezuko vẫn thể hiện những dấu hiệu của cảm xúc và suy nghĩ của con người. Từ đó Tanjiro bắt đầu cuộc hành trình trở thành một thợ săn quỷ để tìm ra phương thuốc chữa trị cho em gái và chiến đấu với ác quỷ để ngăn những người khác phải chịu chung số phận như bản thân. Khả năng tấn công của Tanjiro bắt đầu khi mới trở thành thợ săn quỷ ở cấp độ tòa nhà nhỏ khi có thể đánh bại quỷ tay, cao hơn với vũ điệu của hỏa thần khi có thể cắt xuyên qua những sợi chỉ bền nhất của Rui. Sau này, dấu ấn sát quỷ của Tanjiro luôn hoạt động và đã trở thành dạng cơ bản của cậu. Tanjiro có thể chống lại và ngăn chặn các đòn tấn công từ Akaza trong một khoảng thời gian ngắn và cắt đầu của Akaza khi hắn ta để lộ sơ hở. Khi ở trạng thái mạnh nhất, Tanjiro đã chiến đấu ngang ngửa với Muzan đã già yếu và tự mình chống lại tất cả những cái roi trên cánh tay của hắn trong 10 phút liên tục.
điều mà ngay cả các thợ săn quỷ làm việc cùng nhau cũng không thể làm được. Ở dạng quỷ cuối cùng, sức mạnh của Tanjiro còn vượt trội hơn cả Muzan, đạt cấp độ nhiều tòa nhà đô thị, tức là có thể phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng chỉ bằng một chiêu. Thông thường, tốc độ của Tanjiro ở cấp độ siêu âm khi cậu có thể né được đòn tấn công nhanh bằng một tiếng trống. Ở vị trí số 2 của hạng C chính là Kaneki, cũng tốc độ nhiều tòa nhà. Kaneki Ken là nhân vật chính của Tokyo Ghoul. Trước đây thì anh là một sinh viên của khoa văn học Nhật Bản tại Đại học Kami và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mọi thứ đã sớm thay đổi sau khi anh được cấy Kakuho của Kami.